Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu là giải thưởng cao quý được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội triển khai trao tặng từ năm 2009. Năm nay với khẩu hiệu tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số, 10 gương mặt trẻ được tuyên dương là những tấm gương đoàn viên thanh niên trẻ nổi bật trong các hoạt động học tập, thể thao, văn hóa, xã hội, có đóng góp trên nhiều lĩnh vực với nhiều thành tích nổi trội gắn liền với các hoạt động chuyển đổi số. Trong quá trình khởi nghiệp thì em đã áp dụng vi sinh vào trong quá trình canh tác để tăng cái chất lượng nông sản và tăng độ an toàn cho người tiêu dùng. Từ đó nó giúp cho gia đình em có thu nhập hơn và giải quyết được những khó khăn về tài chính so với ngày trước. Điều mà em muốn gửi gắm đến các bạn trẻ và những người đang khởi nghiệp trong nông nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp thì luôn có một tính bền bỉ, học hỏi và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong nông nghiệp để giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn. Đây cũng sẽ là một cái động lực cũng như là một cái trách nhiệm rất là lớn với tất cả các bạn. Ngày hôm nay được đứng nhận giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô. Với cá nhân Hà thì giải thưởng này sẽ là một cái bước đầu để cho mình tiếp tục cố gắng phấn đấu làm sao xứng đáng với cái danh hiệu này, và cũng là mong muốn có thể đạt được những cái bước tiến hơn trong cái sự nghiệp của mình. Và Hà cũng hy vọng rằng là với giải thưởng này và với những cái thành công của Hà ngày hôm nay thì mình có thể tạo một cái nguồn động lực nào đó cho các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước cũng như là các bạn thanh niên thủ đô. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cũng đã tuyên dương 92 cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2022, trong đó có 49 đồng chí cán bộ đoàn khối trường học, 33 đồng chí cán bộ đoàn khối địa bàn dân cư, 4 đồng chí cán bộ đoàn khối lực lượng vũ trang và 6 đồng chí cán bộ đoàn khối công nhân viên chức.